hai ngày nay, người dân làng biển Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã tập trung bên ngoài khu vực dự án Lancaster Nam Ô để phản ứng việc dựng rào chắn lối ra biển. Theo các hộ dân, sau khi giải tỏa khu vực ven biển để làm dự án khu du lịch sinh thái, tập đoàn Trung Thủy là chủ đầu tư dự án đã làm hàng rào chuẩn bị thi công công trình. Tuy nhiên, tại một số vị trí ra biển lại bố trí lối đi không hợp lý, khiến người dân làng biển đi lại khó khăn. Người dân chúng tôi là coi như là ở gần biển, sống với biển, bám biển, là không khí biển, nhưng mà lòng ngang cái sự sống của nhân dân rồi kín là nhân dân không chấp nhận. Đỉnh điểm vụ việc là vào ngày 20 tháng 3, chủ đầu tư tiến hành bít lối một số hướng xuống biển để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Việc này đã đụng chạm đến quyền lợi của người dân vì đây là lối đi ra biển cũng như ra các khu di tích của Đà Nẵng. Theo ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, dự án Lancaster Nam Ô được giải tỏa quy hoạch 33 ha để làm dự án du lịch. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa có giấy phép xây dựng, chưa có phương án khai thác nên cũng chưa thể biết được dự án sẽ chừa những lối nào để dân xuống biển. Được biết quận Liên Chiểu đang có chủ trương xin thành phố quy hoạch chừa các lối đi chung rộng hơn 4 mét để người dân có lối xuống biển.